Wow, hai chị em ăn gì đó ta? Cô chú thấy hai chị em ăn xông xáo không? Là ăn gì đó? Sú ăn gì đó? Sú đừng giật chị hai nghe chưa Sú? Đây, qua má mì coi mì làm gì đây? Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình chia sẻ với cả nhà món gà ha, Muốn ức gà hay là gà sao? nha. Ức gà này thì mình mua về mình bằm chứ còn mình không có mua gà sai sẵn. Thì trong đây mình có cho một muỗng dầu hành tỏi mình phi nè, mình để lại đó. Với nửa muỗng tiêu trắng, một muỗng hạt nêm, rồi chút xíu muối là vô trong cái tô này là đủ rồi ha. Rồi thì mình sẽ quấn nó như vậy nè. Đó, món mới nữa cả nhà. Món này món mới lạ nữa nè, món này món gì bà xã? Món này gà hấp mà kêu nó ăn giống như là healthy á. Ăn nó không có bị mỡ bị đâu đó. Đó, mình muốn ăn mà kiểu như là chất lượng. Thì đó mình bắp cải thì mình đem đi trụng qua nước sôi xong rồi cái mình bỏ qua bên cho nó lạnh. Nó lạnh cho nó giòn rồi cái mình bỏ vô mình cuốn vậy thôi, nó đơn giản thôi, rồi mình đem đi hấp ha. Đó. Còn một phần á, thì mình sẽ làm để mình xào giống như cái món xào cũng là từ gà luôn. Cái này tới 2 ức gà là dưới trong cái gà này nè thì mình có bỏ vô 2 cái chồng trắng trứng gà nha cả nhà, có bỏ vô 2 chồng trắng trứng gà. Rồi đây mình cũng có miếng gừng, miếng tỏi, nhưng mà để khúc sau thì mình mới dùng tới. Ok. Còn đây bắp cải, cải bẹ xanh, cà rốt là mình trụng qua hết nước sôi rồi. Chần qua hết nước sôi. Đó. Thì Đơn giản vậy thôi không em? đơn giản thôi, nhưng mà ăn nó không có ngán. Nó không có ngán, nó healthy. Bây giờ mình bưng cái này qua mình hấp. Thì hấp cái này cũng lẹ, này chừng 10 phút thôi là mình có món ăn. Rồi, mình sẽ đưa qua mình hấp nha. Rồi. Đơn giản vậy thôi. Đó. Đậy nắp lại. Chừng bao lâu vậy sao? 10 phút anh. 10 phút. Từ bắt đầu nước sôi cho tới nó chín là khoảng 12 phút, cho 2 phút nước sôi. Còn đây thì mình cũng bắt sẵn cái nồi nước luôn để mình dò viên cái gà đó. Rồi mình luộc qua sơ qua bên nước sôi này rồi mình sẽ xào. Làm đồ xào. Gà cái này mình dò viên lại, mình dò viên không cần ấy đâu, cái mình bỏ vô mình luộc. Mình chần qua nước sôi xong rồi mình hồi nữa mình mới xào với rau củ. Heo thì bữa nay ăn ức gà là tốt nhất. Cái vậy đó là làm tới này thôi. Này cũng là món mới trong thực đơn của mình đây. Hôm nay cô Năm siêu đầu bếp vào bếp coi như là sử dụng toàn món mới của 2 ngày liên tục đó cả nhà. Kiếm kiếm lại kiếm sổ lại. Sau khi mình luộc qua xong rồi ha thì bây giờ mình xào nha. Bây giờ là mình cho gừng vô nè, tỏi vô nè, tỏi nó hơi chín chín thôi, cái bắt đầu mình chế nước vô nha. Nước này là nước nước gà đó. Rồi, bình thường mà nhà hàng người ta nấu á, người ta hay kêu là nước nước dùng. Nước dùng ha, Dạ, dùng là cái nước mà hầm gà phải không bà xã? đúng rồi, nước dùng mà trong mấy sư phụ mà nấu ăn là toàn là kêu bằng nước nước dùng không à. Đó, mình cho vô một muỗng dầu hào nhìn cho nó màu nó đẹp đẹp ha. Mình bắt đầu nó sôi lên. Nó sôi lên rồi mình phải cho một miếng bột bắp hay là bột năng gì cũng được, làm cho cái nước nó sệt sệt. Này mình quậy sẵn trong nước lạnh vậy thôi. Nó sệt
sợp lại. Cái thịt gà mà mình lấy nè. Đó. Wow, nhìn hấp dẫn lắm cả nhà ơi. Đây là vậy, mình sẽ có một món ăn rồi. Người lớn hay là người nhỏ gì ăn cũng ngon hết trơn á. Rồi bây giờ mình mới bỏ những cái rau củ mình trụn qua nước sôi rồi. Thành ra mình chỉ bỏ vô lại cho nó nóng thôi. Đó. Món mới nha cả nhà, món lạ ha. Mới ngon lạ. Xanh xanh đỏ đỏ. Cái này mình thích có rau gì ở nhà mình còn đó thì cứ mình cứ việc bỏ vô thôi. Không có quan trọng là bắt buộc mình phải có cái rau cho đúng. Rồi, mình nêm nếm cái trong cái nước vậy là xong rồi đó. Vậy là mình tắt lửa là dọn cơm. Nhưng mà mình phải chờ cái này lại. Chờ đó tới bao lâu rồi sao? 10 phút. Ok. Để thôi 10 phút quay trở lại rồi vô bàn em ha. Cái bắp cái cải mà mình hấp nè thì bây giờ mình chắc ra mình lấy cái nước ha, lấy cái wow nước. Thành nhiều cái nước luôn ha. Wow, cái nước này nó mới ngọt ha. Đó. Rồi nếu là mình đã có thêm một món này là người lớn ăn cũng không sao hết, người lớn ăn cũng khỏe luôn. Rồi mình cũng quậy chút xíu bột năng lên, mình cho cái nước nó sệt sệt, cái giống như mình làm cái sốt vậy thôi. Đó. Rồi xong. Hấp dẫn. Rồi. Rồi. Sau khi cái nước sốt và xả làm xong cái nó đặc là như vậy đó các bạn, để mình làm cái nước sốt đó, mình rải lên trên cái bà xã đang sắp vô trong đĩa đó. Bên này thì bắt đầu cũng xong hết rồi. Giờ với cơm, cái cắt miếng nước tương là ăn xong, rưới vô rồi. Đó, giờ xong xuôi bắt đầu của mình rưới nó lên. Muốn ăn ngon lạ cả nhà. Nhưng mà ăn cái này rất là healthy. Này mình không có sợ bị máu mỡ. Máu mỡ, máu cao gì hết. Cái này cũng như mình ăn chay vậy đó. Em ha. Nhưng mà mình ăn thịt gà. Đó. Rồi giờ mình muốn làm đẹp thì mình bỏ miếng ngò lên. Hành ngò rồi lên thôi. Đó, trang trí. Wow, tác phẩm của cô Năm đã vừa xong rồi cả nhà. Hoàn thành. Bây giờ ăn là nhìn thấy hấp dẫn lắm. Dạ, yeah, ngon lắm á cả nhà ơi. Rồi, bây giờ vô bàn đi bà xã ha. Ok. Rồi, tiếng chuông cũng vừa báo động. Hello, xin chào đại gia đình. Trở lại kênh YouTube của Bình Huỳnh hôm nay cả nhà. Hôm nay bà xã vô làm cũng hai món ăn mới nè, món ăn mới lạ. Yeah. Nhìn thì rất là hấp dẫn. Bây giờ mời đại gia đình của mình vào bàn cùng vợ chồng mình thưởng thức thử cái món này coi có ngon như thế nào. Ok bà xã. Xin mời cả nhà. Thì cũng là ức gà thôi nhưng mà rồi, mình chia là làm hai món. Thử cái món nào trước đây nè. Anh thử cái ức gà đi ha, cái này đi. Ức bò đi. Rồi thử có ngon không nha. Ngon thì mình sẽ chia sẻ với đại gia đình của mình để biết thêm cái món này. Em thích cái bắp cải này. Đó. Chín rồi mà. Xin mời cả nhà. Ngon lắm cả nhà. Thank you bà xã. You're welcome. Wow. Hôm nay mấy ngày rồi thì gió lạnh lạnh. Hôm nay lại nóng. À, nóng được. Cơm có sẵn là ly bia. Hôm nay mình uống cái bia của Mexico. Cái bia này chắc ở Mỹ thì các bạn trẻ thì cũng có thử qua. Nhưng mà không biết ở bên Việt Nam hay là các nước khác có thử không. Cái bia này thì nói chung uống nó nhẹ. Nó nhẹ hơn mấy cái bia Heineken hay là Budweiser hay là Corona. Nó nhẹ hơn.
cái ức gà mình tưởng là nó sẽ bị khô nhưng mà nó không có khô đâu, tại vì mình có bỏ muỗng dầu vô ha, rồi mình có hai cái chồng trắng trứng đỏ trứng gà đó nên nó không có bị khô bên trong, ăn rất là vừa ăn. Ngon. Dạ. Đúng không? Không có khô. Ngon. Tình hình hôm nay thì bên Mỹ thì càng ngày nó càng ấm lên, thì cái vấn đề mà bệnh hoạn của cô Vĩ đó thì nói chung càng ngày nó càng tụt xuống lại, cũng mừng cả nhà. À, tình hình nó cũng càng ngày nó càng sáng sủa ra. Mấy ngày vừa rồi những người mà hâm mộ Tổng thống Trump nữa các bạn, thì có tổ chức cho Tổng thống Trump một cái birthday sinh nhật rất là hoành tráng. Yeah. Một cái sinh nhật coi như là vô tiền khoáng hậu. Oh. Sinh nhật coi như là đức nhất thế giới các bạn. À, các bạn biết mà 600 chiếc thuyền. Wow. 600 chiếc thuyền tập trung. À, dữ vậy á. À, rồi cần cờ, rồi đại khái là chúc mừng Tổng thống Trump ngày sinh nhật nha. Rất là hoành tráng các bạn. Mình cảm thấy cũng vui lây bởi vì mình ủng hộ Trump, mình là fan của Trump. Mình đi bầu cử thì chuyến này nếu mà đi bầu trở lại thì mình cũng phải bầu thêm cho Trump một lần nữa để mình cố gắng đeo đu Trump 4 năm nữa coi cái tình hình nó, thế giới nó có biến chuyển và nó thay đổi như thế nào. Nhưng mà ông đã làm được 4 năm rồi thì cái câu chuyện thì năm 2020 này thì nước Mỹ nó xảy ra những cái biến cố, những cái mà ngoài ý muốn. Thì cho nên tiếp tục tháng 11 đây thì bắt đầu bầu cử trở lại rồi. Thì hy vọng nước Mỹ sẽ trở lại cái chuyện bình thường như chuyện năm qua. Nhưng mà cái sinh nhật birthday này đó là từ những người mà yêu chuộng Trump. Người ta đứng ra, người ta tổ chức, em biết không? Những người ở thành phố đó là họ đứng ra họ tổ chức trước cái ngày rất là vui. Như các bạn thấy trên Facebook hay là trong các kênh đài truyền hình của CBS hay là ABC cũng đều có tường thuật qua cái ngày sinh nhật tổ chức của người dân tổ chức cho Trump. Mình cũng vui lây các bạn. Mình cũng share, anh cũng có share cái Facebook đó luôn nha. Chia sẻ Facebook đó lên. Món ăn lạ nhưng mà ăn cũng ok cả nhà. Ăn này không có dầu mỡ này ngon. Dạ. Chỉ mình có chút xíu dầu thôi, không có nhiều. Nhưng mà cái nước sốt em làm ngon quá. Nước sốt đậm đà quá, không thua kém gì nhà hàng ấy. Mình cứ phải đổi món chứ còn cứ ăn hoài, cứ vòng vòng đi vòng lại cứ một hai món hoài thì nó cũng hơi bị ngán. Thành ra mình phải tìm cách để mà mình đổi món, mình phải như những em cháu thấy mình thường thường hồi trước thì rảnh rỗi trong cái mùa mà bị cách ly đó cả nhà, thì hai vợ chồng thường thường làm những cái video sớm em hả, mình ở không mình không có làm gì đó thì mình post video đó sớm. Còn bây giờ khi mà trở lại công việc rồi các bạn, bù đầu bù cổ, sáng sớm là 9 giờ là chạy ra khỏi nhà rồi, rồi chạy về đến nhà là 8 giờ mới về đến nhà, rồi phụ bà xã làm video, rồi hai vợ chồng lăn xả vào bếp. Giống như là một cái trách nhiệm hàng ngày vậy đó. Nhưng mà cảm thấy mà nếu mà mình không làm thì cảm thấy bị thiếu thốn một cái gì đó đây.
cho nên vợ chồng cũng cố gắng bỏ thời gian, rồi bà xã cũng cố gắng tìm tòi thêm những cái món ăn ngon lạ để chia sẻ đến với đại gia đình của mình trong cái kênh mỗi ngày cho nó vui vậy đó. Nhưng mà nhất là cái món này nè, mình thấy rất là ngon. Như các bạn nhớ, các bạn trẻ cũng như là cô chú anh chị đó, mình vào bếp cứ thử cái món này đi, rồi cả gia đình mình ăn thấy ngon lắm. Món này thì mình phải đi vô nhà hàng mình mới kêu cả nhà, chứ còn ít có người nấu ở nhà lắm, ít có người làm ở nhà lắm. Thì nếu mà nói kỳ công thì cũng không có kỳ công gì hết, nhưng mà nhiều khi mình không có dòm qua được cái cách thức của người ta làm á, thì mình không làm được thôi. Nhưng mà khi mà mình biết á, dù mình kêu cái món ra mình ăn thì mình biết là sẽ có cái gì thì mình biết rồi. Hôm qua cái món mới lạ đó thì cũng rất là được nhiều cái comment ghi ở trong cái comment đó, mình nói cái món mới đó rất là ngon cô ơi. Các em khen em là siêu đầu bếp đây rồi chứ đâu nữa. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn. Không dám, mình cũng dám nhận. Chỉ có là thì mình cũng hay nói là hồi trước mình cũng có tính làm nhà hàng đó, thì mình cũng có học qua. Thì bây giờ lâu lâu cái mình bỏ ra vài món nha. Mình phải làm ra. Chứ cũng không dám nói siêu đầu bếp gì đâu, mình cũng phải học hỏi thôi cả nhà. Cái câu siêu đầu bếp đó các em cũng như mình, anh hay ví em siêu đầu bếp vậy đó. Nếu mà được có cái các là... em cũng đồng ý cái câu đó của anh. Được có cái là mình ví dụ mình ăn gì hay là ai cho mình ăn gì á thì mình cũng học lẹ lắm, học hỏi lẹ lắm. Mê nấu ăn thành ra học được chứ không phải gì hết trơn. Rất là thích nấu ăn cả nhà. Các bạn biết á, khi mà đã mê và thích thú một cái gì đó rồi đó thì thường thường là hay tìm tòi và cố gắng làm cho tới nơi, rồi từ cái bày biện nè, rồi từ cái làm tới nó gọn gàng, nó sạch sẽ các bạn, thì cái thức ăn khi mà nó đã bày biện ra như thế này là mình thấy là mình muốn ăn đi. Nhưng mà khi mà thấy nó bày biện nó đã chưa sạch sẽ ngon lành rồi đó, mình ăn vô thấy nó ngon nữa đó, thì nó tạo cho mình một cái bữa ăn nó rất là càng ngon nó càng trân trọng cái bữa ăn thêm nữa các bạn. Cũng như bí mật với cả nhà, đơn giản ví dụ như bà xã thích mê nấu ăn từ gáy đến nỗi mà mình chỉ cần hấp một cái củ khoai lang thôi. Nhưng mà bà xã cũng hấp một cái nó rất là cầu kỳ, không phải là cầu kỳ cái gì cũng gọn gàng, nó sạch sẽ, rồi để cái củ khoai lang mình ăn mình thấy nó cũng là một củ khoai lang thôi các bạn, nhưng cũng tùy theo cái mỗi người, cái cách nấu rồi cái cách bày biện nó khác nhau. Xí xí. Hôm rồi mình bị dị ứng mấy cái bông trắng trắng nó dữ lắm cả nhà. Đi ra bước ra ngoài khỏi cửa cái là phải đeo cái kiếng đèn vô quất cái mát vô liền. Còn không á giống như là bóp cổ mình vậy đó, nó nghẹt thở nó khó chịu. Mà một nếu mà hồi mình để hồi hả là nó ngứa mắt mũi gì nó ngứa nó sưng hết luôn, nên nó phải đeo kiếng đèn vô. Dắt hai cúng cưng mình đi mà mình phải đeo kiếng đen, giờ mất cười cũng chết rồi. Cái món này thì quá là dễ làm luôn á. Quá dễ làm mà ngon nè. Dễ làm. Nước sốt ngon quá. Dễ làm. Cũng có nhiều nhiều chị thì nói là tại vì mình thích thì mình nói dễ, nhưng mà có người nói đâu phải là dễ nấu ăn. Dạ mình cũng công nhận như vậy. Mình thích thì mình nói nó dễ, nhưng mà mình cũng tìm hết những cái món mà nó thiệt là đơn giản, nó thiệt là rất là dễ dàng thì mình chia sẻ. Thì nếu mà tính ra mình làm hai cái cũng là một món gà thôi, nhưng mà mình chia ra làm hai món. Ví dụ như mình muốn làm cho nó đen đen chút nữa thì mình bỏ nước tương vô, còn không thì mình làm. Nhưng mà anh thích em làm cái nước vậy đang nhìn thấy nó
nó thấy nó ngon, Ừ. nó không có cái gì cũng đen đen quá, nên ra mình có chén xì dầu chấm. Ăn cái này có dừa, có cải, có đồ luôn. Nhiều người không ăn được đồ lagim á, mà ăn cái đó luôn nữa thì ok, quá tốt luôn. Mà thịt gà mình làm như vậy nha, nhưng mà nó không có bị khô đâu nha. Gà Ăn mềm da nó không có khô, nó không có khô mà nó cứng bên trong đâu. ngon lắm bà xã ơi. Ngon. Thì vậy đó các bạn, video của hai vợ chồng thì lên mỗi ngày gặp mặt đại gia đình của mình trong mỗi cuốn video, chia sẻ từng món ăn, rồi mình chia sẻ những công việc hàng ngày cũng như là cái sinh hoạt ở Mỹ như thế nào. Thì trước khi video của vợ chồng Bình Huỳnh khép lại ở đây, cho hai vợ chồng gửi lời cầu chúc đến toàn thể đại gia đình của mình trong kênh YouTube một ngày mới thật là vui vẻ và đầm ấm. Xin chào tạm biệt cả nhà. Bye bye. Hẹn lại video ngày mai các bạn.